Tổng Công ty Máy Động lực và Máy Nông nghiệp Việt Nam, VIM, vừa tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông Thường niên. Theo báo cáo của VIM, mặc dù gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh và tác động bởi cuộc xung đột Nga-Ukraine, nhưng năm 2022, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty mẹ và các đơn vị thành viên vẫn đạt được những kết quả ấn tượng. Lợi nhuận sau thuế của VIM đạt hơn 5.600 tỷ đồng, vượt 25% so với kế hoạch năm doanh thu tài chính đạt 5.918 tỷ đồng, tăng 10,8% so với kế hoạch năm. Năm 2023, Vim đạt mục tiêu doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 1.187,3 tỷ đồng, tăng hơn 2 lần so với năm 2022. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ đạt 42,85%. Năm 2023, Vim tiếp tục tập trung giải quyết các tồn tại vướng mắc, thu hồi công nợ quá hạn, giải quyết hàng tồn kho của nhà máy ô tô Vim, hoàn thiện đề án tái cơ cấu với mục tiêu cổ phần hóa một số công ty trách nhiệm hữu hạn, thoái vốn các đơn vị có vốn góp của tổng công ty nhưng đang hoạt động không hiệu quả. Tại hội nghị, lãnh đạo Bộ Công Thương đề nghị Hội đồng Quản trị, Ban lãnh đạo Vim cần phải thực hiện một số giải pháp như giả soát cân đối phù hợp các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, giải quyết các tồn tại vướng mắc chính của tổng công ty, nâng cao thu nhập và đời sống của người lao động, khẩn trương thực hiện việc quyết toán công tác cổ phần hóa theo quy định của pháp luật